Bây giờ là có Mạnh Quỳnh, đúng không? Hồi xưa thì có cố ca sĩ Phi Nhung, đúng không? Bỏ chị cố đi. Bỏ cố đi. Ok, rồi, trong lòng mình vẫn còn, rồi. Ok. Đừng có người khác đâu là đừng tìm em lấy chồng. Em đừng tưởng như thế là xong. Anh về mai lại còn giao em. Cậu quyết định em cho nó lòng. Con gì vậy? Hả? Con vậy nhá, được không? Con giờ ấy. Con giờ cái biển nó bị ngồi yên kìa. Anh nó sáng lên trời nào. Có bạn nhẹ ngồi đây đó. Biết rồi, nhưng mà chừng nào mà khán giả nếu đứng lên đó đi về thì ông mới được về. Chứ không phải là lấy tiền tôi mới về. Con nó hết đồng tiền chứ, đừng như mấy em như nó đi vô là sao? Đúng không quý vị? Khó đâu mà, đâu tối về ngủ theo tôi một con cái sáng đi. Không, bây giờ ông ca tặng cho tôi một câu giọng cổ đi. Tôi thích cái câu mà ông nói tôi đẹp. Nói đi, không được như vậy nha. Ca câu đó đi, bây giờ tại vì tôi quá đẹp mà, cái đẹp quá mà. Tại sao là tôi không muốn ca? Ca đi. Nó mùi. Ừ, có ý, thích. Ôi, là vậy nha. Ở nơi
Mất nhau rồi, cái đường nó sẽ lên, nó sẽ rất em nha.